Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Vâng, đôi loa JBL-LS115 này thì ở video trước em cũng đã giới thiệu đến quý vị và các bác rồi. Và em cũng đã chơi một đoạn nhạc để cho quý vị và các bác cùng nghe, chúng ta cùng nghe, cùng cảm nhận rồi. Đấy, và em đã tháo cái căng của hai cái chiếc loa này ra nhé. Đấy, em đã tháo cái căng của hai chiếc loa này ra và ở trong video này thì em sẽ giới thiệu đến quý vị và các bác là thứ nhất là đôi loa này, thứ hai là chiếc X7 DAC Acoustic và em đang ghép hai sản phẩm này vào với nhau, tức là hai cái dòng cao cấp ghép vào với nhau thì nó sẽ trở thành là siêu phẩm các bạn nhé. Nó sẽ trở thành là siêu phẩm. Đấy. Vâng, và không phải là chúng ta dễ dàng mà có được những siêu phẩm đâu các bác ạ. Đấy, không phải là chúng ta dễ dàng có được những dòng siêu phẩm. Đôi loa JBL LS115 này thì được trang bị bát 40 gân vải tầm dầu gân xếp. Một chung 20, một chung 20 nhé, và một kèn lỗ thông hơi được thiết kế đằng trước. Đấy. Còn chiếc X7 DAC này thì nó vừa là vang liền công suất tích hợp giải mã. Chúng ta có thể chạy qua Bluetooth, chạy qua USB, chạy qua cổng quang. Ok các bác. Hai đường AUX vào, AUX1, AUX2. Đấy, hai đường vào của nó. Và nó bốn cửa. Mỗi một cửa của nó là 1000W các bác nha. Nó có bốn cửa ra, mỗi một cửa của nó maximum là 1000W. Cho nên là cái đôi loa này nó rơi vào 700W à. 700W nó đánh được hai cặp loa như thế này các bác nhé. Con X7 DAC này nó đánh được hai cặp loa như thế này. Hai cặp LS115 các bác nhé. Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ không còn phải chần chừ gì nữa rồi. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ hát thử bộ combo này. Em sẽ hát thử bộ combo này và em sẽ đánh thử một cái đoạn nhạc nữa để cho quý vị và các bác cùng nghe, cùng cảm nhận nhé. Khi mà chúng ta hát karaoke ở những bộ dàn karaoke như thế này và chúng ta nghe nhạc thì nó sẽ như thế nào các bác nhé. Em nghe đây. Chưa, em đang làm video, 5 phút để em gọi lại nhé. Dạ ok, em vừa bận một chút xíu nhé. Bây giờ em sẽ hát thử nhé. 1 2 6 7. Vâng, tiếng rất là hay luôn ạ. Tiếng nó rất là mềm, rất là hay luôn ạ. Thank you.
trộm nhìn anh, xem tay đôi dắt phong trần năm xưa. Anh có còn mê sông hồ quá tuổi này? Kể từ khi vắng anh, em như tấm vải lụa nhau. Đêm thâu đêm giấc ngủ xanh xao, anh có về nào ai đón ai đưa? Cuộc đời là vạch túi, là tương mây, quê hương nắng cháy đêm ngày. Mà ai chỉ phút cánh bay, thăm thẳm đường dài soi gương trang nghiêm cho đời thêm vui. Thương tiếc thời tô phấn hồng sáng nhà người, dầu mùa xuân cũng qua mau, mang theo tuổi dài ngọc ngà. Đêm qua đêm tương lai, mơ thấy một ngày con yêu chân cha. Cuộc đời là bể cá, là sóng sâu như con nước lớn nước sâu. Mà ta như chiếc lá về nguồn lá này trôi theo, mà ta như chiếc lá khô được cháy về nguồn lá này trôi theo. Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác, đây là bộ combo 20 triệu em muốn giới thiệu đến quý vị và các bác nhé. Đấy, bộ combo này thì nó nói chung là chúng ta nói nó đơn giản thì cũng là đúng. Đấy, và đây nó chính là đôi loa LS115 đấy của JBL và chiếc X7 DC Acoustic trị giá là 20 triệu. Mọi chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.